Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ tập 138 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 612 Xa Luân Chiến. Tử Kinh Hồng tức giận hét lên một tiếng: "Giết! Mọi người động thủ đi!" Tử Kinh Hồng dở lẽ, lão rốt cuộc hiểu được nếu mà tiếp tục đấu võ mồm, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của thằng nhãi này, thậm chí còn có thể bị hắn làm cho tức chết nữa. Nếu là quả thật đã bị hắn chọc tức bể bụng mà chết đi, vậy cũng liền rất oan uổng. Theo một tiếng hiệu lệnh của Tử Kinh Hồng, Mộng Nguyện Quyết Hải 30 người, Chí Tôn Kim Thành 13 người đồng thời tiến lên. Nhân vật đầu não Chí Tôn Kim Thành, Tiếu Dị Thành trừ bỏ duy nhất một câu lời dạo đầu, sau đó thủy chung không nói một tiếng nào. Ngay cả thời điểm tất cả mọi người cười to, hắn vẫn hung hăng nhìn chầm chầm Mai Tuyết Yên, trong mắt tràn đầy cừu hận. Cũng chính bởi vì nàng, chính nữ nhân này đã làm cho 15 lão huynh đệ vô thành vô tức chết đi, có thêm hai vị huynh đệ trực tiếp bị Mai Tuyết Yên phân thay mà chết. Càng bởi vì lúc ấy lão nhát gan mà không dám ứng chiến, trơ mắt nhìn lên người nàng cùng nhân tình ngênh ngang rời đi. Đây là một nỗi sỉ nhục lớn nhất cả đời của Tiếu Dị Thành. Nếu như không thể đem Mai Tuyết Yên giết chết, điều sỉ nhục này trở thành tâm ma của Tiếu Dị Thành, quấy nhiễu cả đời. Cho nên lão một mực không nói gì, một mực tích tụ công lực, chuẩn bị tùy thời để mà tố xuất lôi đình nhất kích, đánh chết yêu nữ này. Dòng dây đã muốn hình thành, Mai Tuyết Yên ngay cả chắp cánh cũng khó thoát. Bây giờ trước hết giết Mai Tuyết Yên, sau đó sẽ tới sát thủ Chí Tôn Sở Khắp Hồn, không biết cái tên chết tòi đó đã bị giết chết chưa. Đến nay thời gian không sai biệt lắm, đã được nửa tháng rồi. Bên ngoài truyền đến tin tức nói đã từng cùng Sở Khắp Hồn giao thủ vài lần, nhưng mà hắn đã đào tẩu. Điều này không khỏi khiến cho vị Tiếu Dị Thành tức giận rồi lại tràn đầy kỳ vọng. Kỳ vọng Sở Khắp Hồn tốt nhất có thể sống được lâu dài một chút. Nếu là do chính mình tự tay để tiễn hắn ra đi. Quân Mặt Tà, tên tiểu tập chủng ngươi, tên Dương Bát Đảng trời đánh, ngươi vừa rồi chửi bới mà lão tử có thể thích sao? Bây giờ không mau nạp mạng cho lão tử đi. Câu Bất Hoàng gầm lên giận dữ như sấm, thần kinh dữ tợn đánh về phía Quân Mặt Tà. Cái tên tiểu tử này không thể không giết rồi, bởi vì hắn đã đem tôn nghiêm của mình giẫm đạp dưới lòng bàn chân, vô tình giày xéo, làm cho mình trở thành một chuyện cười lớn nhất của Tam Đại Thánh Địa. Đối mặt bốn phương tám hướng xuất kích, chỉ có chủ động phóng ra mới có thể tận khả năng gác sang một bên ba mặt khác, làm giảm bớt áp lực cho bản thân. Mai Tuyết Yên kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, và lại không còn có tâm nhẫn nhường, tâm niệm liên tiếp biến hóa phương án, nhanh chóng chế địch đối với kẻ địch. Quân Mặt Tà thân mình cũng nhoáng lên một cái, tựa hồ đi theo Mai Tuyết Yên tiến tới. Nhưng trên thực tế, thân thể của hắn như tiếng mà thực thối, đột ngột đảo lại một vòng, cấp tốc bay ngược trở lại. Câu Bất Hoàng ngẩng cao cái đầu bóng lưỡng, bộ mặt dữ tợn, cổ nổi gân xanh, tựa như là một con đại ô quy nổi trên mặt nước, theo gió dược sóng mà đến. Giữa hai tay của lão đều nắm một binh khí kỳ dị, nói là kiếm, không phải là kiếm, nói là đao cũng không phải là đao, cơ hồ chính là xước mang rô bình thường. Mai Tuyết Yên trường kiếm như gió, thiên biến dạng hóa, nỗ lực dẫn lực địch lại sự dây công của sáu gã cao thủ. Tràng diện giao chiến còn chưa thể xem là quá lớn, những tên khác đều ở một bên quan chiến, tùy thời để mà ra tay chi diện. Tử Kinh Hồng đa mưu túc trí, lão thật ra không cho phép bộ hạ của mình xuất hiện thương vong, ít nhất không hy vọng có thương vong quá lớn, cho nên đem có thể điều động nhân thủ chia làm 7 tổ. Người của Mộng Nguyễn Quyết Hải 5 tổ, thậm chí Khả Mai Đại 13 người chia làm 2 tổ, mỗi một tổ chính là tiếp dài chiêu. Vô luận thắng bại, xong việc tức khắc lui về phía sau. Sau đó, 2 tổ tiếp theo tiến lên, như thế tuần hoàn lặp đi lặp lại. Tạm thời không tham chiến, toàn lực khôi phục công lực tiêu hao hết lúc trước, tùy thời chuẩn bị lần thứ hai phóng ra, càng thêm phòng bị Mai Tuyết Yên nhân cơ hội chạy trốn. Không thể không nói, đây là biện pháp đối phó Mai Tuyết Yên tốt nhất. Chỉ cần ngươi di chuyển không ngừng, ngươi phải cùng chúng ta tiêu hao dần,
chúng ta tổng cộng 43 người cao thủ đứng đầu đương đại, hao tổn một mình ngươi. Cho dù là ngươi quyền công cao thâm thế nào, cao minh như thế nào, cũng có thể hao tổn chết người. Không cầu có công, nhưng mà cầu không qua. Một người chú ý, chỉ cần ả không thể dừng tay là được. Nhưng mà đầu tiên, cần đảm bảo chắc chắn bản thân phải an toàn. Tử Kính Hồng lớn tiếng phát lệnh, sắc mặt nghiêm túc. Lão mặc dù không có nhìn về phía Tiếu Dị Thành, nhưng mà những lời này lại chính là đối với Tiếu Dị Thành mà nói. Chính là liên quân sơ hở lớn nhất, chính là ở lòng báo thù của Tiếu Dị Thành. Nếu Tiếu Dị Thành thực liều lĩnh đánh bừa liều chết, cố nhiên có cơ hội làm cho Mai Tước Yên bị thương. Nhưng mà cái dạng này tất nhiên sẽ dẫn động bạo phát đại chiêu, mà Mai Tôn Giả thông hiểu phạm vi đại chiêu chính là phúc duyên, ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa thành thế là càng hạo đại. Một khi mà xuất hiện cái loại tình huống kia, chỉ cần Mai Tước Yên tổn thương mà chưa chết, nàng liền có cơ hội thừa dịp hỗn loạn để mà chạy trốn. Ngược lại không bằng như hiện tại, Ôn Thủy chữ Thanh Hoa chậm rãi mà tiêu hao thôi. Nhưng đồng thời thúc đẩy lão làm ra quyết định này còn là bởi vì sự tình của Độn Thế Thiên Cung. Độn Thế Thiên Cung 29 danh cao thủ đã bị Mai Tuyết Yên tàn sát trong một trận chiến. Chấn động lớn nhất chính là vừa rồi, bởi vì Tử Kinh Hồng rõ ràng phát hiện Mai Tuyết Yên vậy mà cũng không có một chút dấu hiệu bị thương. Đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Ở giữa sân, Mai Tuyết Yên diện sắc như thường, đậm nhã nghi nhân, thủy chung không nóng không dội, mà phương diện hai đại thánh đã thay đổi ba đợt nhân thủ rồi. Những người này quả nhiên hết sức xảo trá, bọn họ đều biết là kiếm trong tay của Mai Tuyết Yên chính là thần binh lợi khí, đều cẩn thận khống chế binh khí của mình, không cùng trường kiếm của nàng tiếp xúc. Sáu người thay đổi phương vị như là đèn kéo quân, dây quanh Mai Tuyết Yên triển khai du đấu. Mai Tuyết Yên khí tức du trường, nàng tuy rằng hiểu rõ tính toán của đối phương, nhưng mà cũng không dội, thậm chí hoàn toàn không có tính thay đổi chiến thuật, bởi vì nàng đang chờ quân Mặt Tà. Quân Mặt Tà đem câu bất hoàng lôi kéo đi tất là có thâm ý của hắn. Cho nên Mai Tuyết Yên đang đợi. Nếu là quân Mặt Tà chưa có trở về, cho dù những người này đuổi nàng đi, nàng cũng sẽ không đi. Huống chi là hiện tại chính là du đấu. Mai Tuyết Yên gần đây thực lực liên tiếp đột phá, lấy thực lực trước mắt mà nói, căn bản là việc bọn chúng dây khốn là điều không thể. Chỉ cần nàng muốn thoát tùy thời cũng có thể. Chiến đấu đến chừng mực, Mai Tuyết Yên thân hình đột nhiên vừa chuyển, kiếm thế đã chợt tư thất, trở nên nhẹ nhàng như gió, vô tình vô tích. Bỗng nhiên cuồng phong gào thét, bỗng nhiên nhu phong hiu hiu, bỗng nhiên hàng phong lạnh thấu xương, bỗng nhiên thu phong bi thương. Nàng đang thi triển thần diệu kiếm pháp của thế gian, thế nhưng làm cho người ta có cảm giác rõ rệt. Cảm giác được trong kiếm chiêu của nàng quẩn hàm kiếm ý bất động. Bộ chiêu pháp vừa xuất này, sáu người dây công thấy những cái điều chưa hề thấy, văn sở dị văn, trong nhảy mắt liền trận cước tán loạn. Tử Kinh Hồng nhướng mày nắm thời cơ, thêm sáu người tiếp theo đi. Chương 613 Tứ Quý Tuyệt Sát Kiếm. Lại sáu người cầm kiếm xông ra, giọt người vào gia nhập dòng chiến cùng với mấy người lúc trước đúng là một bọn. Mỗi người đều phân công mục tiêu rõ ràng, đúng là người trước vừa rút lui thì mình lại công ra, mình vừa rút lui thì có người khác thay vào. Tổ này lui ra, tổ khác nhanh chóng thay thế vào. Đối phó với đại cao thủ như là Mai Tuyết Yên, không dám có bất kỳ một chút phớt lờ, không có một chút nhẹ nhàng, bởi vì cho dù là du đấu, nhưng mà chỉ cần lộ ra một chút sơ hở, Mai Tuyết Yên cũng có thể nháy mắt đoạt mệnh truy hồn. Lúc này, giữa vòng đấu, thần diệu kiếm pháp của Mai Tuyết Yên hiển nhiên muốn kết thúc một giai đoạn. Lại có sáu người xông lên, bởi vì họ đã nhìn một lần bộ kiếm pháp của nàng, cho nên tuy rằng chưa tới mức hiểu rõ toàn bộ, nhưng cũng ít nhiều nhận ra những nét cơ bản đặc trưng của nó. Cho nên không đến nỗi ứng phó tới mức chật vật. Kiếm pháp biến quá cao ngất, dường như liên miên không dứt, giống như là mưa xuân lất phất vậy, liên miên không ngừng. Sáu người cùng nàng đối diện, tựa như là cảm nhận được cơn mưa xuân lất phất, xen kẽ là sự ấm áp của dẻ xuân phơi phới. Đối mặt với kiếm thế quỷ dị như vậy, sáu vị cao thủ nhảy mắt đều có một cảm giác bất ngờ không thể phòng ngự được. Nhưng mà bọn họ đều là loại đã qua hàng trăm trận chiến đấu, mặc dù kinh khủng nhưng không loạn.
Đột nhiên, cũng là một cơn mưa từ trên cao rơi xuống, nhưng là cơn mưa rào của mùa hạ. Đang nắng xuân ấm áp, bỗng dưng mây đen từ đâu kéo về, giăng kín cả bầu trời. Sấm chớp âm ào và mưa bắt đầu trút xuống. Gió mưa thét gạo, ẩn hiện sự uy phong của thiên địa. Sáu người đồng thời cảm nhận được, chính thân mình đang ở nơi nào đó giữa đại dương mênh mông. Bầu trời vẫn chi chít những hạt mưa từ trên trời cao rớt xuống. Sáu người chật vật không chịu nổi, mấy kiếm đã qua, nháy mắt đã có ba người trên thân thể có vết máu. Trong đó có một người, bả dài đậm ướt máu tươi, chính là bị Mai Tuyết Yên một kiếm đâm thủng. Nếu không phải được năm người kia mà cứu viện kịp lúc, chỉ sợ sớm chết dưới kiếm của Mai Tuyết Yên rồi. Tử Kinh Hồng sắc mặt âm trầm như là muốn dọa người. Từ bắt đầu cho đến bây giờ, Mai Tuyết Yên trước sau đã thay đổi 5-6 bộ thần diệu kiếm pháp. Nàng từ nơi nào mà học được một loại đồ chơi cổ quái ngạc nhiên dường này chứ? Không từng nghe nói qua, đám quyền thú của thiên phạt xâm lâm này là chú trọng binh khí. Muôn đời lưu truyền tới nay, tựa hồ cũng chỉ có một bộ uy lực cực lớn, đó là thiên phạt thiên kiếm mà thôi. Đây là chuyện gì? Thật sự là cổ quái. Khi mà người của hai đại thánh địa mới đổ máu, bọn họ cảm thấy đối với kiếm pháp của Mai Tôn Giả đã nắm giữ 6-7 phần 10. Cho dù không thể phá giải, nhưng mà tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề. Có điều, ông trời đâu có lúc nào cũng chiều lòng người. Kiếm pháp của Mai Tuyết Yên càng lúc càng phát sinh biến hóa. Thoáng chốc, như thiên địa trong lúc vô tâm mà đánh mất người thương, cơn mưa thu mắt thê lương ra đi mà nước mắt rơi lặng lẽ. Sáu người vừa lên vốn đã nghĩ sẵn trong đầu, tràn đầy tự tin thầm nhủ, đã đoán được gần hết chiêu số của đối phương. Chính khi tiếp chiêu lại phát giác là so với những gì mình đoán kia với thực lực vốn là một trời một vực. Cao thủ so chiêu sai một ly đi một dặm, mãi mãi có khác, chính là sinh tử có khác. Sáu người chỉ cảm thấy thiên địa như quay cuồng, cơn mưa thu lạnh lẽo chính là sát khí. Mới đó mà chớp mắt, tình thế đã thay đổi, sáu người chật vật chống đỡ, muốn nhanh chóng được thay thế, lui ra ngoài. Nếu riêng chỉ là kiếm chiêu thần diệu, nếu như còn dễ đối phó một chút. Dù sao, lấy bản thân cũng là cường giả chí tôn, có kinh nghiệm phong phú. Tử Kinh Hồng thấy tình thế không ổn quát lên, tiếp tục một tổ tiến lên. Tiếu Dị Thành hét lớn một tiếng, đầu tàu gương mẫu xuất lĩnh nhân mã của mình đánh tiếp. Lúc này đã thành 12 người cùng đánh Mai Tuyết Yên. Thế nhưng mới từng bước ổn định trận tuyến, không đến mức tức thì đại bại. Chính là theo nhân số tăng nhiều, phạm vi chiến viên tự nhiên càng phải mở rộng. Đứng một bên xem cuộc chiến, Tử Kinh Hồng trong lòng có cảm giác bất an ngày càng rõ rệt. Tiếu Dị Thành bạo rống lên như sấm, tử chiến không lùi, nhưng mà do đầu tàu gương mẫu hùng hục xông lên. Kiếm khí sắc bén suy suy bên người của lão tạo thành hai cái lỗ nhỏ, tuy rằng vào thịt không sâu nhưng mà máu tươi cũng đã phụt ra. Tiểu Dị Thành được coi là chí tôn kim thành Tam Châu Dương, trong số cao thủ của hai đại thánh địa ở đất có thực lực ít nhất là Tiểu Dị Thành, có thể đứng vào nhóm ba người đứng đầu. Thế nhưng vừa đánh một hồi liền đã bị thương. Hơn nữa lại là tình huống bên ta 12 người hợp lực, đối phương chỉ có một người. Chiến tích như thế quả nhiên kinh thế hải tục. Nhưng Tiếu Dị Thành bị thương nhưng cũng là được trả giá, vì đã luân phiên gia chạm cho nên lão lấy lực lượng của một người đứng vững. Một chiêu này của Mai Tuyết Yên dùng đến hơn phân nửa thế công, cho nên áp lực mà những người khác gánh vác tất nhiên sẽ giảm đi. Chỉ trong nhảy mắt thoát khỏi chiêu thức áp chế thật lớn nguy cơ, mà những người dây quanh cũng bởi vậy rút từng bước nhỏ. Khuôn mặt của Mai Tuyết Yên vẫn điềm đạm, không đau khổ, không vui mừng. Đột nhiên, phi thân lên, lửa thế chân khẽ điểm vào mũi kiếm của một chí tôn cao thủ bay lên không. Bảo kiếm của vị chí tôn cao thủ kia bị điểm vào, đang muốn mượn cơ hội phát lực, đã thương địch thủ, lại giật mình vì từ mũi kiếm truyền xuống một lực cực lớn, khí thế giống như thiểm điện. Cự lực này hoàn toàn không thể chế ngự. Quanh một tiếng nổ, thân kiếm xuyên qua cánh tay, đâm vào bát kinh mạch, xuyên qua trái tim. Hắn chỉ thấy trong lòng như bị đại chùy ngàn cân trùng điệp đánh một kích. Trong nhảy mắt, sắc mặt trắng như tờ giấy, lão đảo lui về phía sau. Lùi thế chưa xong, còn phun ra một ngụm máu tươi, nhọc nhằn gục xuống mặt đất,
chiến lực hoàn toàn biến mất. Tử Kinh Hồng lướt thân một cái, nắm cái tên cao thủ bị thương kia, nhanh chóng lui trở về. Lại nhìn giữa sân thì tình thế đã biến đổi lớn. Mai Tuyết Yên đạp kiếm áp chế liên tiếp thả người dựng lên, trường kiếm tung hoành tứ phía. Đột nhiên kiếm ý vừa rồi tựa như là cuối thu biến thành điều hiu của ngày đồng giá rét. Gió rét căm căm chợt nổi lên, mưa tuyết rơi phiêu phiêu, kéo dài cả ngàn dặm. Trường kiếm như là tuyết như sương cũng phiêu phiêu rơi. Hàng phong giống như quỷ khóc thần gào vang lên, đúng là kiếm lộ tiếp tục biến chiều. Trong mấy ngày nay, quân Mạc Tà đem cái bộ kiếm pháp là sở học của mình từ kiếp trước truyền thụ cho nàng, chính là một bộ kiếm pháp sát phạt sắc bén, biến hóa muôn vàn lại phong phú, quả nhiên phiền phức vô cùng. Ngay cả là kiếp trước, quân Mạc Tà ngẫu nhiên học được một bộ thần diệu kiếm pháp này phải dùng tới 3 tháng thời gian để mà luyện tập mới thành. Không ngờ Mai Tuyết Yên thiên tư cực kỳ cao, trước sau đã dùng không đến 10 ngày thời gian đã đem toàn bộ kiếm pháp này thuộc tới 9 phần. Điều này làm quân Mạc Tà há to miệng, gần như sai khớp. Nhà đầu kia sao mà so với ta kiếp trước còn có chỉ số thông minh cao hơn nữa. Bộ kiếm pháp này ẩn hàng quá trình biến đổi của 4 mùa dung nhập vào, đem xuân hạ thu đông 4 mùa biến ảo, cho nên mới có tên là Tứ Quý Tuyệt Sát Kiếm. Nói là một bộ kiếm pháp, trên thực tế mỗi một tiến hóa đều bao hàm mấy bộ biến chiêu khác. Thiên tư của Mai Tuyết Yên tuy là hơn người, chỉ luyện tập trong một thời gian ngắn ngủi, tự nhiên chưa thể thuần thục. Giờ phút này lại có thể bức Tử Kinh Hồng đưa ra chiến pháp như thế này. Trái lại chính mình cũng muốn chờ quân Mạc Tà, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát mượn những người này để mà luyện tập, không nghĩ tới hiệu quả thần kỳ như thế. Cho nên Mai Tuyết Yên đem kiếm pháp thi triển từ đầu tới cuối, phát hiện ra kiếm pháp thần diệu cực kỳ quy lực, nhưng mà không ngờ lại khủng bố như thế. Lúc trước Mai Tuyết Yên tuy rằng lường trước kiếm pháp này phi phạm, nhưng mà cũng tuyệt đối không nghĩ tới bộ kiếm pháp này lại sắc bén quỷ dị. Mình thi triển thế này vẫn chưa hết một phần tư quy lực. Bộ Tứ Quý Tuyệt Sát Kiếm này nếu chỉ là lấy lực sát thương mà nói, tự nhiên kém Thiên Phạt Thiên Kiếm. Nhưng mà nếu luận đến kiếm chiêu linh hoạt, tinh tế, chu đáo, hơn xa Thiên Phạt Phạt Thiên Kiếm. Nhất là lấy các loại tâm lý bất đồng thúc giục kiếm ý, mỗi lần thi triển làm cho địch nhân không hiểu hết được. Mai Tuyết Yên rõ ràng phát hiện, lúc mình sử dụng bộ kiếm pháp kia đối địch, theo kiếm ý diễn biến, mơ hồ, tinh thần chỉ có đột phá. Thu hoạch ngoài ý muốn này làm cho trong lòng của nàng mừng rỡ. Chỉ trong một thời gian ngắn tới nay, nàng phục dụng thần đan của quân Mạc Tà, công lực đột nhiên tăng mạnh, tốc độ luyện công cũng hơn xa trước kia. Phải biết rằng, tiến hành quyền công cần tương đương với tâm tình mới có thể bổ trợ cho nhau. Nếu chỉ là công lực tiến bộ mà tâm tình không thể tăng lên, như vậy giống như là ôm thùng thuốc nổ vào thời khắc đột phá, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tâm ma xâm lấn, tẩu quả nhập ma. Đây cũng là chỗ trọng yếu của việc tu luyện tâm tình. Hiện giờ ngoài ý muốn đạt được cái bộ thần dị kiếm pháp này, thuận tiện bù lại việc tâm cảnh thiếu sót. Quân Mạc Tà trước kia tuy rằng học xong 3 bộ kiếm pháp, nhưng mà hắn chính là một đời vua sát thủ. Xưa nay ra tay chỉ theo tiêu chí, truy đuổi nhanh chóng, chính xác, tự nhiên sử dụng, rất ít những kiếm chiêu phiền phức, căn bản không có cơ hội lấy 3 bộ kiếm pháp kia đối phó với địch. Cho nên ở điểm này, không bằng Mai Tuyết Yên cảm ngộ được hết từng chiêu kiếm, từng biến hóa của bộ kiếm pháp này. Giờ phút này, Mai Tuyết Yên đúng là càng đánh càng cảm thấy vui sướng, áp lực bốn phía nặng như núi, nhưng mà đối với nàng đều là động lực dẫn đường khiến cho mình đột phá. Nàng thậm chí còn muốn cùng với Tử Kinh Hồng xa luân chiến như vậy một hồi thật lâu nữa để cho mình có thể hiểu thêm được về kiếm pháp. Chương 614 Tàn ngược. Nếu như Tử Kinh Hồng biết mình dắt óc mới nghĩ ra được cái tự nhận là không sơ hở tí nào, ổn thỏa nhất, hữu hiệu nhất, rốt cuộc lại thành ra dịp đề cao thực lực của đối thủ, thật không biết buồn bực tới trình độ nào. Mà Mai Tuyết Yên lại không yên lòng duy nhất chính là quân Mạc Tà đã dẫn dụ câu bất hoàng ghê tởm kia đi rồi, đã làm được gì? Mai Tuyết Yên bên này chiến ý sục sôi ngất trời, nhưng quân Mạc Tà bên kia đã kết thúc trận chiến rồi.
Câu bất hoàng nhiều nhất cũng chỉ là thực lực chí tôn, lấy thực lực trước mắt của quân đại thiếu gia, hắn làm sao cần phải bỏ đi. Bên kia, quân mặt tà mặt lạnh, đem trường kiếm đặt lên cổ câu bất hoàng, lạnh lùng, nhìn vị chí tôn cao thủ nhếch nhác quát lên. Mau, quy xuống, đồ hỗn xược này. Câu bất hoàng, hai mắt giận dữ, phun ra một ngụm nước bọt. Ngươi mới là đồ hỗn đảng, muốn giết cứ giết đi, bắt ta quỳ trước ngươi, đừng có nằm mơ. Ngươi cứng đầu chứ, ta muốn ngươi quỳ. Quân mặt tà, cười tàn khốc, bịch bịch hai cước. Câu bất hoàng hét thảm lên một tiếng, hai đầu gối đã bị quân mặt tà đá dập nát, lập tức hai chân quỳ xuống đất, đau đến mức hai con mắt trắng giả, mất hết chiến ý, muốn hôn mê bất tỉnh. Quân mặt tà lập tức vận chuyển một đạo tinh lực, khống chế đầu óc hắn tỉnh táo, không cho hắn ngất đi, để cho hắn phải nhận lấy đau đớn vô cùng thống khổ, muốn bất tỉnh cũng không được. Câu bất hoàng, ngươi rất thích ăn thịt người phải không? Đây chính là chỗ khúc mắc trong lòng quân mặt tà. Con mẹ nó chứ, cái tên này lại muốn ăn thịt của tiểu tuyết yên của ta, thật sự gan chó quá lớn rồi. Nếu mà ta không hành hạ cho tới chết cái thằng khốn này, làm sao mà hả giận trong lòng. Lúc này quân mặt tà đã quyết định, thằng khốn này không chỉ giết đơn giản mà thôi, mà phải hành hạ cho tới chết. Đúng vậy thì sao? Quân mặt tà, lão tử nói cho ngươi biết, không những lão tử muốn ăn thịt của ngươi, ta còn muốn ăn thịt cả người thân của ngươi. Ngươi chờ lão tử đi, lão tử còn muốn ăn thịt cả nhà quân gia các ngươi. Câu bất hoàng lúc này đau đến mức trên mặt hiện lên một mảnh màu vàng như nghệ, mồ hôi rơi xuống đầm đìa. Xương cốt thật là cứng rắn, không hổ là phong thái chí tôn cường giả. Ta dạy ngươi viết cái chữ phục như thế nào nha. Quân mặt tà khen ngợi một câu, đột nhiên khẽ giương tay. Suy một tiếng, trảo phá quần áo câu bất hoàng, lộ ra trước ngực và phía sau lưng một mảng lớn da thịt, chậm rãi nói. Câu bất hoàng, ta cả đời này cũng chỉ có hai người để cho ta hận thấu xương, không giết không được. Người thứ nhất, Phong Tuyết Ngân Thành, Tiêu Hàn. Ngươi hiện tại đúng là may mắn, bởi vì ngươi là người thứ hai kia. Sai lầm của ngươi không phải là ăn thịt người, mà là ngươi lại muốn ăn thịt lão bà của ta, lại còn ở trước mặt của nhiều người như vậy, vẫn lấy làm dương dương tự đắc. Ta đây nếu không hầu hạ ngươi cho tốt, chẳng phải có lỗi với ngươi sao? Quân mặt tà lạnh lùng cười nói. Câu bất hoàng, tựa hồ có một chút biến thái, thè cái lưỡi đỏ như máu ra, trong mắt tràn đầy vẻ nanh nát, ánh mắt khiêu khích quân mặt tà, cả người ngập tràn khoái ý. Ta nghe nói ngươi còn có độc cô tiểu nghệ phải không? Nha đầu nhỏ như vậy, lão tử khẳng định là thịt thơm ngon lắm đây. Ngươi trong phòng còn có một tiểu tỳ hầu gái phải không? Tên là gì? Mặc kệ, lão tử quyết không có bỏ qua. Đầu tiên là ăn tim, sau đó thì đến gan. Nói tới đây chợt có một tiếng kêu thảm. Ngươi không có cơ hội này đâu, bởi vì sinh mệnh của ngươi nằm trong tay của ta, cũng chính vì những lời ngươi nói mà buộc ngươi phải chết đó. Câu bất hoàng hét thảm lên một tiếng, âm thanh thật là thê thảm, cả người không ngừng run rẩy. Quân mặt tà vẻ mặt hững hờ, không lộ ra một chút cảm xúc nào. Bên cạnh hắn không ngừng rắc muối, thản nhiên nói. Thoải mái sao, câu bất hoàng, đây mới là món khai vị thôi đó. Quân mặt tà cười cười, tiện tay dung lên chụp, một mảng tuyết lớn lọt vào trong tay của hắn. Quân mặt tà ngầm vận chuyển quyền công, chỉ một thoáng biến tuyết trắng thành một cái chén lớn, lại chà chà hai nắm ớt ở trong chén, rồi mới bỏ nắm tuyết lớn trộn lẫn nhau. Sau đó, hắn một tay bưng lên, không bao lâu nước bên trong chén sôi bốc khói. Nhưng mà làm cho người ta ngạc nhiên, chính là cái bát làm bằng tuyết không hề có dấu hiệu bị hòa tan. Nước ớt nóng sôi trào lên, quân mặt tà đột nhiên một bàn tay dặn chặt mũi, tay kia thì nhẹ nhàng đem cái bát nước ớt nóng đổ toàn bộ vào trong bụng câu bất hoàng. Câu bất hoàng kêu to lên một tiếng kỳ quái, chỉ cảm thấy trong bụng có một ngọn lửa lớn thiêu đốt. Chỉ một thoáng, thực sự lục phủ ngũ tạng đều bị đốt mà không khỏi thê thảm quát lên. Quân mặt tà, người giết ta đi. Quân mặt tà sau một lúc đùa giỡn với câu bất hoàng lại lên tiếng. Nhớ kỹ, nếu là kiếp sau ngàn vạn lần, chớ ở trước mặt của ta giả bộ làm con người cứng đầu nghe, ta thật sự chán ghét. Ngươi như vậy không thích dùng bữa ăn chính, liền chấm dứt cái thịnh yến này đi.
Quân Mạc Tà ôn nhu cười cười, tiếp theo là Diêm Hoàng chi quyết cắm sâu vào ngực của Câu Bất Hoàng. Câu Bất Hoàng toàn thân chấn động, trên mặt thế nhưng toát ra thần sắc yên tâm, ánh mắt gắt gao nhìn Quân Mạc Tà, không oán hận, không cảm kích, chỉ đơn thuần nhìn lên, tựa hồ vĩnh viễn nhớ kỹ khuôn mặt này, không biết là nhớ kỹ để mà sau này không nên trêu chọc, hay là nhớ kỹ để mà kiếp sau đến báo thù. Quân Mạc Tà rút kiếm ra, thân kiếm mát rượi, nhìn thấy thân kiếm, Quân Mạc Tà âm thầm hỏi, tàn khốc sao? Thần kiếm không nói, quang hoa lưu chuyển. Đây là giang hồ. Quân Mạc Tà nhìn sát Câu Bất Hoàng lạnh nhạt nói, kỳ thật ngươi nha, trên thế giới này căn bản không có cái gọi là con người rắn rỏi. Người thấy chết không sờn thì rất nhiều, nhưng mà hình phạt làm cho người ta sống không bằng chết lại càng nhiều hơn. Đối mặt địch nhân, đánh không lại mà lúc không thể trốn thoát thì tốt nhất trước tiên tự xử chính mình. Đây là ta chân thành khuyên bảo đối với người ở kiếp sau. Thời gian trôi qua không ít, lúc này Mai Trước Yên hẳn là đem kiếm pháp kia rèn luyện được chứ. Hắn yên lặng thầm nghĩ. Mai Trước Yên bên chiến trường này đã liên tục thay đổi vài nhóm đối thủ, tình hình chiến đấu càng ngày càng hung hiểm. Cơ hồ tất cả mọi người dần dần dễ kích động. Mắt thấy đồng đội cả đám đều bị thương, trên người đầy máu, mà địch nhân lại thủy chung, lòng tóc chưa tổn hại. Cái loại tình huống này có mấy ai không nóng nảy, không lo lắng. Hơn nữa, xa luân chiến, tựa hồ đấu với Mai Tuyết Yên căn bản, không có bất cứ hiệu quả nào. Nàng luôn luôn không có nóng vội, xa thì đánh xa, gần thì chỗ gần, khí tức thông dong, một thanh trường kiếm, mưa gió không lọt. Bất kỳ lúc nào đều đối mặt với 12 người chặt chẽ dây cong, nhưng mà nàng lại có thể trước sau, lúc công, lúc thủ, không một chút lộ vẻ mệt mỏi. Mặt thấy Mai Tuyết Yên hết lần này tới lần khác, dùng cái bộ kiếm pháp kia, xuân dịu dàng, hạ cuồng nhiệt, thu điều hiu, đông thê lãnh, một lần lại một lần, đúng là một chút, cũng chưa từng thay đổi chiêu cơ bản. Nàng lại lấy cái nhóm của ta để mà luyện kiếm. Tử Kinh Hồng rốt cuộc đã hiểu được rồi, chỉ một thoáng, liền tức giận, râu tóc đều dựng lên, khuôn mặt nhất thời từ trắng chuyển hồng, tiếp theo chuyển sang đỏ tía. Nhưng mà thật ra, có thể không ngượng mà châm trước gọi là màu tím. Chính mình tự cho là bố trí được, nhưng mà thế nào đây cũng không nghĩ ra được bị đối phương làm ra cái chỗ luyện kiếm. Xem ra, muốn giết chết Mai Tuyết Yên mà không phải trả giá tương đối cao thì tuyệt đối không xong rồi. Những lời này giống như sấm sét từ thiên cung, làm ngay cả Sở Khắp Hồn xa xa đang xem cuộc chiến, cảm nhận được sát ý trong đó, làm cho kẻ khác rùng mình. Tử Kinh Hồng khẽ cắn răng, đột nhiên trợn mắt hét lớn, mọi người quyết hải, đồng quy chiến pháp. Những lời này giống như là sấm sét từ thiên cung, làm ngay cả Sở Khắp Hồn xa xa đang xem cuộc chiến, cảm nhận được sát ý trong đó, làm kẻ khác rùng mình. Giờ phút này các cao thủ của Mộng Nguyễn Quyết Hải còn đang quần chiến cùng kêu lên đáp ứng. Ba người này điên cuồng hét lên một tiếng, kiếm chiêu sắc bén, hoàn toàn bất ngờ tự thân điên cuồng công kích, đồng thời thân thể cũng tựa như là được bơm lên, chậm rãi lớn dần. Hết thảy công việc chưa xong, hoàn toàn giao cho các ngươi, lão phu đi trước một bước, các vị huynh đệ kiếp sau tái kiến. Xa xa có một vị bạo rống, một vị chí tôn cao thủ dẫn đầu tung người lên giữa không trung, trường kiếm hóa thành một tia chớp chói mắt, tiếp theo hình thành một cột sáng tròn xoè, thân hình hàng mang lóe ra, chớp tím nhanh chóng cuồn cuộn lao về phía Mai Tuyết Yên đánh tới, kiếm người kết hợp chỉ tiến không lùi. Mọi người có thể thấy rõ ràng ở trong một kích này, thân thể của vị chí tôn cao thủ kia trong lúc di động trên không trung thì cả người đột nhiên bành trướng lên tự bạo. Đây cũng không phải là một chiêu đơn thuần kiếm người hợp nhất, mà là dung hợp sinh mệnh chí tôn cường giả và toàn bộ lực lượng linh hồn. Dùng toàn bộ sinh mệnh trước hết là giết mình, sau đó chính là giết địch nhân. Nhất kích đồng quy du tận, đồng quy du tận kinh khủng nhất. Mai Tuyết Yên là người có kinh nghiệm tới cỡ nào, cho nên phát hiện ngay nguy cơ lớn. Nàng không dám sơ suất, kêu to một tiếng, rồi sóng khí từ trường kiếm cuồn cuộn tuôn ra. Kiếm khí nhảy mắt đã tăng giọt thành thế vô cùng. Nhưng mà vị cao thủ của Mộng Nguyễn Quyết Hải gần như bất chấp, chuẩn bị tự bảo của mình vẫn chưa hoàn thành, đột nhiên lấy hết cả người bay tới.
Trường kiếm mãnh liệt chém ra âm một tiếng, vang thật lớn. Trường kiếm không nghi ngờ gì đã gãy rời. Nhưng lão trong nháy mắt này lại tự triển khai chưởng pháp kỹ càng nhất, tỉ mỉ nhất, hoàn toàn không thèm để ý tới mạng mà ngên đón kiếm quang đánh tới. Kiếm của Mai Tử Yên trong nháy mắt liên tiếp 30 chiều kiếm xuyên vào thân thể lão từ trước ngực đến sau lưng. Nhưng lão vẫn cười thảm, hung ác, quăng thân thể của mình theo, theo quán tính áp sát tới gần. Quyết hải vô địch, thánh địa vĩnh hằng. Cùng lúc đó, hai người khác cũng làm ra lựa chọn giống nhau, dùng tánh mạng của mình để bổ sung vào bịch kín bất kỳ không gian nào ngăn chặn Mai Tử Kiên có thể tránh né. Sau đó, liên tiếp kiếm quang chói mắt theo người mà lóe ngay trước mặt, hoàn toàn không có chốn né tránh. Mai Tử Kiên giận dữ, trong giây lát đem trường kiếm trong tay dốc hết sức chém ra. Kiếm quang cực kỳ lão luyện, cấp tốc rung động ông một tiếng. Trước người đột ngột xuất hiện một bức tường ánh sáng lóng lánh liền trời tiếp đất, chói lòa muốn làm cho mù mắt. Thiên phạt phạt thiên kiếm, hai đạo kiếm quang sáng chói như nhau chợt tiếp xúc ầm ầm. Ba tiếng nổ mạnh liệt, thân thể của ba đại cao thủ đồng thời chung quanh Mai Tử Kiên chợt hóa thành thịt băm đầy trời. Quy lực vụ nổ mạnh làm cho một khối lớn mặt đất ở trong khu vực chừng 20 trượng bị bắn lên nổ tung trên không trung. Một tiếng kêu đào đớn, áo bào trắng Mai Tử Kiên hoàn toàn nổi giận, từ trong miệng phun ra một tờ máu, lão đảo lui về phía sau, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Một chiêu đồng quy du tận đúng là làm cho Mai Tử Kiên cũng đã bị trọng thương. Mai Tử Kiên lúc này rốt cuộc hoàn toàn hiểu được. Thật hiển nhiên, Mộng Nguyễn Quyết Hải luyện cái bộ chiến pháp hiển nhiên đã có thời gian dài. Nếu không, quyết là không đến mức phối hợp nhuần nhuyễn như thế. Không có chuyện nếu như Mộng Nguyễn Quyết Hải luyện cái loại đồng quy chiến pháp này làm gì. Tất nhiên là chuẩn bị đối phó với mình. Nguyên lai hơn một lần, nếu Độn Thế Thiên Cung không ra tay, thì Mộng Nguyễn Quyết Hải cũng sẽ ra tay. Mai Tuyết Yên thê lương rít lên một tiếng, trong lòng đào xót vô hạn. Những người này đều là bằng hữu cho đoạt thiên chi chiến sao? Lương tâm ở chỗ nào? Đạo trời ở đâu đây? Mai Tuyết Yên hiện tại rõ ràng đã tin quân mặt tà. Bất kể như thế nào, bọn họ đều là muốn đối phó thiên phạt xâm lâm, tuyệt đối không phải là chuyện ngoài ý muốn. Mai Tuyết Yên thê lương rít lên, tiếng kêu phá tan hư không, trăm núi ngàn khe đồng thời đáp lại. Từ gần tới xa, trầm bổng lan xa. Sau đó lại từ xa tới gần, có tiếng sấm liên tục ầm ầm mà đến. Tuyết động trên đỉnh núi, bốn phía ào ào đổ xuống, cuốn theo bao khối lớn núi đá. Mai Tuyết Yên vừa kêu oai, làm cho bốn phương tám hướng đồng thời xảy ra tuyết lở, thậm chí đất trời cũng theo đó mà biến sắc. Chương 616, nổi quan lớn nhất. Chủ tâm giết chóc trong mắt của Mai Tuyết Yên đã đạt đến tình trạng điên cuồng. Nếu đã như vậy, ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Tử Kinh Hồng sắc mặt không một chút biến đổi, đối với động tĩnh chung quanh coi như không thấy, có tai như điếc, bàn tay nặng nề chém xuống mà gầm lớn. Quyết hải đồng quy, di nghĩa quên thần, trước nay chưa từng có, tiếp đi. Ba bóng người không thèm để ý tính mạng, xông ra chia làm ba hướng ngăn chặn Mai Tử Kiên. Đồng thời từ vòng ngoài có một bóng người thét lớn lao đến trên không trung, ở trên cao 7-8 trượng, trường kiếm xoay tít như là bánh xe, liên hóa thành một tia chớp cực kỳ rực rỡ chói mắt. Nếu thực sự phải liên tiếp chịu hai trận nổ mạnh như đã nói, cho dù là Mai Tuyết Yên có khả năng lên trời xuống đất thì thế nào cũng phải bị thương nặng. Đến lúc đó những người còn lại đồng loạt xông lên. Đúng lúc này thì biến cố đột ngột phát sinh. Một sự thay đổi không thể tưởng tượng nổi, khó có thể hiểu rõ đột nhiên xuất hiện. Giữa không trung, đột nhiên có một đạo hào quang không gì sánh kịp xuất hiện, đột ngột lóe lên một trận, chỉ chợt lướt qua giống như là một tia chớp ngắn tới cực điểm rồi sau đó tĩnh lặng. Mọi người không kịp phản ứng lại sau khi chuyện xảy ra. Cái vị cao thủ chí tôn giữa không trung đang tích công lực để mà đột nhiên hét lên một tiếng lớn giống như một quả tạ rớt xuống đất. Đúng lúc rơi xuống, hắn ngã vào trong đám người đang đứng yên tại vị trí của mình. Trên cổ của hắn có một lỗ thủng, máu phun ra đến nhức mắt. Dĩ nhiên là có kẻ nhằm vào lúc hắn sắp bộc phát mà một kiếm giết chết tươi. Kẻ giết người này quả thật nắm bắt thời cơ chính xác,
đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cái vị cao thủ chí tôn kia giờ phút này công lực đã tích góp đến cực điểm, đang bên bờ sắp sửa bộc phát, đột nhiên rớt xuống như vậy. Nên khi rơi xuống hoàn toàn không khống chế được nữa, lập tức ầm một tiếng, tiếng nổ đinh tai. Chuyện này giống như là phóng tên lửa thuận lợi bay lên không, nhưng mà do hệ thống dẫn đường mất tác dụng, sau đó rơi xuống thẳng đứng. Ầm, liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết. Cục diện trong nháy mắt này, hả có thể chỉ dùng một chữ loạn để mà hình dung. Đám thuộc hạ Chí Tôn Kim Thành và Tiếu Dị Thành còn đứng hơi xa, cho nên chỉ là bị chấn động một phen. Nhưng mà Tử Kinh Hồng, thân có trách nhiệm bảo vệ tại chỗ, như là đứng mũi chịu sào, cho nên lập tức bị chấn khí thổi bay ra ngoài. Đồng thời, lão bay lên không trung, còn có 7-8 cao thủ khác của Mộng Nguyễn Quyết Hải. Cuối cùng, giữa không trung dẫn hết nguyên khí hộ thân, nên mới không bị thương nặng. Nhưng mà nội phủ của những người này đều bị chấn động, khóe miệng tràn máu tươi. Vụ nổ mạnh này, dù sao không bằng Mai Tiêu Kiên vừa rồi, phải nhận đòn bạo phát cùng lúc với ba đại cao thủ. Nhưng mà thậm chí, ngay cả ba đại cao thủ đang dây công Mai Tuyết Yên, vào lúc này cũng chịu đựng quá mức mà chỉ trố mắt đứng nhìn. Chết tiệt, cái chuyện gì đang xảy ra? Quyết Hải Đồng Quy cũng không thể biến hóa thế này được. Thân hình Mai Tuyết Yên xoay tròn nhanh như tia chớp, đoạt mạng ba người đang dây quanh. Là ai? Rốt cuộc là ai chứ? Cùng bà nó lăn ra đây cho lão tử đi. Sau khi Tử Kinh Hồng đứng dậy, điều đầu tiên chính là không buồn để ý đến hình tượng mà chửi ầm lên. Ngươi là đồ thất đức, núp sau lưng mà có bản lĩnh làm ra ám toán đến bực này sao? Giữa không trung, có một người mơ hồ cười cợt với âm thanh hát hát nham hiểm, rồi dường như rất nhẹ nhàng thốt ra một câu. Có thể một chiêu mà hạ được nhiều cường giả chí tôn thượng hạng, quả thật là sướng tai. Sau đó, một bóng trắng mơ hồ như ẩn, như hiện, dèo một tiếng xẹt qua không trung, hướng về bên phải giọt đi. Chợt lóe lên, không thấy đâu nữa, có vẻ là biến mất đằng sau một tảng đá lớn. Đồng thời, trong tai Mai Tuyết Yên truyền đến giọng của Quân Mặc Tà. Lại đây! Mai Tuyết Yên ngầm hiểu, nhanh chóng triển khai tuyệt thế kinh công. Bóng trắng cấp tốc, chợt lóe lên, thừa dịp hỗn loạn cực điểm, xẹt một cái, hướng về tảng đá lớn bên phải lao đi. Mà trùng hợp lúc này, đám tuyết lở mà Mai Tuyết Yên vừa mới gây ra, rốt cuộc âm y, từ bốn phía đỉnh núi trút xuống, cục diện vốn đã hỗn loạn lại càng thêm biến động. Truy theo, Tử Kinh Hồng cùng Tiếu Dị Thành hầu như là tức giận bầm gan tiến ruột. Hai người lướt đến 10 trượng dẫn đầu toán để mà đuổi theo, mặt mày phừng phừng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Chết tiệt, không phải vậy chứ. Sát thủ Chi Tôn ngay sau tảng đá lớn mở to mắt mà tóc tai toàn thân đều dựng đứng lên, cả người lạnh toát. Khốn nạn thật, đột nhiên trong lúc này mà chạy về phía ta sao? Không có trùng hợp vậy chứ. Ta thực sự chỉ qua đây, các người không phải là đang đánh nhau đẹp mắt sao? Lão tử thấy vậy mà cao hứng nhìn, thế nào liền đại quả rơi vào đầu giấy? Dù gì thì con bà nó, ngươi cũng phải cho ta chuẩn bị chứ. Mặt thấy phía sau cả một toán lớn cao thủ tựa như cưỡi mây đạp gió kéo đến, vua sát thủ sở khắp hồn Đại Chí Tôn mất hết hồn vía. Ở chỗ này hoàn toàn không nơi ẩn nấp, chỉ cần là bắt đầu tìm là có thể nhìn thấy rồi. Khi đó liệu ta đây có còn giữ được mạng sống không? Chết tiệt, mặc dù nói đã chết mất mấy người, nhưng mà những kẻ còn lại cũng đủ để giết chết 8 người, 10 người như mình. Đang lúc này, đột nhiên có một âm thanh sầu thảm vang lên. Chỉ bằng mấy cái đám nhỏ nhoi các ngươi mà vẫn còn vọng tưởng bắt sở khắp hồn ta sao? Liệu các ngươi có bản lĩnh đó sao? Ta nhổ vào. Đúng lúc, âm thanh dường như vang lên bên người sở cấp hồn. Ngay cả sở cấp hồn tự mình nghe thấy đều phải tự nhủ, nếu không phải vong hồn thì ắt là giả mạo mà sởn cả gầy óc. Đại gia ơi, ngài định đùa ta chết chăng? Trong lòng sở cấp hồn rên rỉ một tiếng, cơ hồ té xỉu. Âm thanh này giống như là một người dẫn đường quá rõ ràng. Tất cả cao thủ của hai đại thánh địa ầm một cái, lập tức không nghi ngờ gì, hướng về phía này tựa như một đàn quạ đen bay tới. Ô cha mẹ ơi! Sở Đại Chí Tôn không cần phải nghĩ ngợi phóng người lên, thậm chí không kịp nhìn rõ rốt cuộc là ai đang hãm hại mình, liên quá thành một bóng trắng mơ hồ.
hai chân dốc hết sức lực mà đào tẩu. Dù sao giờ phút này chạy trối chết mới là điều quan trọng. Sở Khắp Hồn bây giờ trong lòng chỉ có một ý nghĩ, phen này thật sự là xong đời rồi, lão tử lại mang nổi quan ước chừng lần này càng quá mức nguy hiếp luôn, trên lưng cổng hai đại thánh địa, ngày hôm nay liệu có cách nào mà thoát không chứ? Trời đất cao dày ơi, làm sao mà mạng của ta khổ vậy chứ? Hoảng sợ như chó mất chủ, vội vàng giống như cá lọt lưới, Sở Khắp Hồn bỏ chạy với tốc độ cực nhanh, quá là khiến cho người ta phải thán phục. Hiện tại tốc độ của hắn thì đến như Quân Mặt Tà đang tàng hình, mà nhìn cũng không khỏi thầm nghĩ, thật sự là nhanh. Ngươi Sở Khắp Hồn, cũng vì cái đồ hỗn trướng nhà ngươi, ngươi đáng ngàn đao phanh thay, trời đánh thánh giật ngón đòn nhanh hiểm của ngươi. Chỉ tồn Kim Thành Mộng Quyển Quyết Hải của chúng ta, cùng ngươi quyết lấy đủ. Tử Kinh Hồng cùng với Tiếu Dị Thành bắt đầu đồng thời dùng một loại ngôn ngữ chửi bậy như thể đang khạc ra. Hai người đều cực kỳ căm quốc không thôi. Tại sao mà kế hoạch không dê vào đâu được của hai nhà, cố tình bị quỷ trong tay của tên chết tiệt này chứ? Con mẹ nó, chẳng lẽ là ông trời muốn đối địch với Tam Đại Thánh Địa chúng ta sao? Nhìn một lần nữa, Mai Tuyết Yên với khinh công kiệt xuất trong thiên hạ đã sớm vô ảnh vô tung, căn bản không biết chạy đi đường nào. Với tốc độ của Mai Tuyết Yên, chỉ cần để nàng chạy thì chẳng lẽ còn có thể đuổi kịp sao chứ? Cho dù là nàng đang bị thương, nhưng mà muốn truy theo cũng phải có hướng. Nói gì thì nói, nơi này không phải là con đường nhất định phải qua để đến Đông Phương Thế Gia. Quỷ mới biết được nàng chạy theo hướng nào. Còn như chia nhau mà đuổi theo, đó không phải là đủ giết mà là đi chịu chết. Mắt của Tử Kinh Hồng lập tức đỏ ngầu vì giận dữ, lão liền gầm thét như thiên lôi. Sở Khắp Hồn, bổn tọa hôm nay thề với đất trời nhất định phải giết ngươi, nếu như không giết được ngươi thề không làm người. Tiểu Dị Thành càng tức giận đến râu tóc đều dựng ngược, hai người căn bản không cần phải trao đổi mà hò hét mang theo cao thủ thuộc hạ tựa như bầy quạ đen lao theo. Ai nấy đều giận dữ trong lòng ói máu, tức sùi bọt mép mà đuổi theo. Sở Khắp Hồn nhất định phải giết. Lúc này tuyết lở ầm ầm rơi xuống lấp đầy thung lũng, bụi tuyết bay lên không trung cao tới mấy trăm trượng, làm nổi lên ùng ùng hàng ngàn đống tuyết, cảnh tượng làm cho gợi lên khí phách, đất trời đẹp như tranh vẽ. Một lúc lâu sau, chấn động của mặt đất rốt cuộc cũng từ từ dừng lại. Phía sau một tảng đá lớn, chỉ cách hòn đá vốn Sở Khắp Hồn ẩn thân không đến năm trượng, có hai người lòng vẫn còn sợ hãi nhô đầu lên. Đúng là Quân Mặt Tà cùng Mai Tuyết Yên. Thật sự nguy hiểm. Quân Mặt Tà thè cái đầu lưỡi, vẻ mặt đầy suy nghĩ. Tay của hắn đang đặt lên lưng ngọc của Mai Tuyết Yên. Đến lúc này mới bỏ xuống. Hắn đã dùng rất nhiều thiên địa linh khí thuần khiết tạm thời khống chế thương thế của Mai Tuyết Yên. Làm sao mà chàng biết người kia chính là Sở Khắp Hồn? Mai Tuyết Yên kinh ngạc nhìn hắn rất hiếu kỳ. Vào lúc ta vừa mới tới thì nàng vẫn còn giằng co để mà luyện kiếm. Ta nhân tiện nhìn một chút, kiếm của người đang ẩn náu, có một phong cách riêng biệt, thu thủy vô ảnh kiếm, rất dễ nhận ra. Hơn nữa, Quân Mặt Tà không hề khiêm tốn chút nào, cười ngạo nghễ nói, vào lúc này, có thể có bản lĩnh ẩn núp cực kỳ kỹ đến mức này, trừ ta ra, chỉ có hắn thôi, không có người thứ ba, tin tưởng ngay cả nàng cũng không được. Nói như vậy là bản lĩnh ẩn náu của người này thật sự cực kỳ kinh người. Nắp gần như vậy mà làm cho cả Tử Kinh Hồn lẫn Tiếu Dị Thành không có phát hiện ra. Bản lĩnh che giấu kín đáo như vậy, nếu nói ra ngoài thì đủ để làm kinh động lòng người, ta cũng tự thẹn không bằng. Mai Tuyết Yên tán dương. Cho nên, người này nếu như không phải là sát thủ chí tôn Sở Khắp Hồn, thì có thể là ai chứ? Quân Mặt Tà cười cười. Nhưng chàng lợi dụng hắn như vậy có phần hơi thất đức. Người này khinh công mặc dù là vô cùng cao, không hề kém ta và chàng, nhưng mà thực lực chỉ là cảnh giới chí tôn, so với chàng cũng sàng sàng như nhau. Mai Tuyết Yên nở nụ cười giống như hoa xuân nở rộ. Chương 617, lấy lừng xưa nay Sở Khắp Hồn. Quân Mặt Tà nhìn phía xa một lúc lâu mới nói, yên tâm, khẳng định không chết được đâu. Nàng không thấy hắn lao nhanh như vậy sao? Ngươi có thể làm được sát thủ chí tôn thì sao mà lại chết dễ dàng như vậy? Hơn nữa phỏng chừng kẻ này không tính là người tốt.
nàng cũng đừng vì hắn mà lo lắng. Trước cứ rời khỏi đây, thương thế của nàng chỉ là tạm thời bị ta áp chế. Tìm một chỗ yên tĩnh, ta giúp nàng hoàn toàn trị liệu. Sau đó ngàn vạn lần phải cẩn thận. Chí Tôn tự bạo thật sự không phải là bình thường đâu. Hai người nhẹ nhàng, thông thả tiếp tục lên đường. Mấy ngày kế tiếp, thật đúng là dễ dàng như ý, không hề gặp đám nào chặn giết. Tam Đại Thánh Địa lần này phái ra một đội hình chặn giết, có thể nói là thực lực mạnh mẽ, thành thế to lớn, tổng cộng có 90 vị hiện đạt đến cường giả tuyệt đỉnh. Lực lượng kinh khủng như vậy, có thể nói thế gian này đã đủ để làm chấn động thiên hạ rồi. Mộng Nguyễn Quyết Hải, người chết ít nhất, nhưng mà cũng trước sau hao tổn 6 người. Bên Chí Tôn Kim Thành đã chết 17 người, Độn Thế Thiên Cung 30 người toàn bộ bị diệt. 90 người, cuối cùng chỉ còn lại có 37 người. Hơn nữa, trong những người này còn có 3-4 người lúc ở quân gia đã coi như tàn phế. Lại còn có 7-8 người khác trong trận chiến đấu này đã bị thương, thương thế không nhẹ. Với lực lượng bây giờ của bọn họ, nếu vẫn còn tiếp tục mà chẳng giết Mai Tuyết Yên, chẳng khác nào tìm cái chết. Cho nên Tử Kinh Hồng và Tiếu Dị Thành không hẹn mà cùng từ bỏ lần hành động này, chuyển sang mục tiêu khác. Đó chính là sát thủ Chí Tôn Sở Cấp Hồ. Chí Tôn Kim Thành truyền ra lệnh Kim Thành truy sát, giết chết Sở Cấp Hồ. Mộng Nguyễn Quyết Hải cũng không cam chịu lạc hậu mà thể hiện sát khí. Quyết Hải truy sát lệnh, không giết Sở Cấp Hồ thề không bỏ qua. Bên phe của Độn Thế Thiên Cung nghe nói toàn bộ người của mình đã bị diệt, lại nghe nói Sở Khắp Hồn ở trong đó có ảnh hưởng quan trọng thì cũng nổi trận lôi đình. Không cần phải nghĩ ngợi, liền phát đi Tiên Cung truy sát lệnh, Tam Đại Thánh Địa cùng chung địch thủ, cộng đồng mục tiêu Sở Khắp Hồn. Trong lúc nhất thời, thanh danh của sát thủ Sở Khắp Hồn có thể nói danh chấn quyền quyền đại lục, nhất thời quy danh hiển hách có 102, hoài chấn đất trời. Tất cả mọi người đều thán phục, sát thủ Chí Tôn này quả là rất ngạo mạn, rất điên cuồng, lấy sức một mình để mà đấu lại Tam Đại Thánh Địa. Vì vậy, danh tiếng của Sở Cấp Hồn liên tục lên như diều gặp gió. Trải suốt gần một vạn năm, ai dám đối diện như thế khiêu chiến Tam Đại Thánh Địa, không cần phải nói đến tất cả ba phe, coi như là đắc tội với một cái thôi cũng là hiếm có rồi. Mà hiện tại, đồng môn vĩ đại Sở Cấp Hồn của chúng ta dám một gậy đồng thời xuyên luôn ba cái tổ ong dò dẻ kinh khủng nhất. Không nói chiến tích trước kia của hắn, chỉ riêng cái phần can đảm, phần khí phách này tuyệt đối là từ cổ chí kim chưa từng có người đạt tới. Trong lúc nhất thời, người đời mới truyền lưu ra cái tin tức như vậy, tranh nhau truyền tụng sự nghiệp vĩ đại của Sở Cấp Hồn. Vì thế, trên giang hồ, đám quyền giả chỉ cần gặp nhau, liền sẽ thảo luận. Ai? Người hôm nay có tin tức mới không? Về sát thủ Chí Tôn? Không có, nhưng mà kẻ này quả là mạnh mẽ, có thể đồng thời đánh lui Tam Đại Thánh Địa, quả là can đảm rồi. Không có tin tức gì cả, nhưng mà còn chưa hết đâu, dĩ nhiên Tam Đại Thánh Địa cũng chưa bắt được hắn mà. Ngươi thì biết cái gì, Sở Đại Chí Tôn chính là đệ nhất sát thủ từ cổ chí kim, Tam Đại Thánh Địa đương nhiên rất kiêu ngạo, nhưng mà bọn họ có thể hơn được tiền bối của mình sao? Phải biết rằng Sở Cấp Hồn là hậu sinh khả quý, dù nói gì thì Sở Đại Sát Thủ cũng thật là đến trình độ như Sở Cấp Hồn, xác thực không còn cái gì phải sợ hãi đâu. Điên cuồng, còn mẹ nó, thật đã nghiền luôn, một mình mà đấu Tam Đại Thánh Địa đó, cứ nghĩ tới đây anh liền cảm thấy kích động run người rồi. Sở Cấp Hồn chân chính trở thành đệ nhất danh nhân từ cổ chí kim, khắp cả thiên hạ chẳng có ai không hay, không người nào không biết. Chuyện kể về hắn càng là trở thành ngàn đời có một không hai. Đương nhiên, những tin đồn này Quân Mặc Tà đại thiếu gia tạm thời không biết đến. Chính vì là nguồn gốc tất cả mọi chuyện này, người tạo ra tất cả nỗi quan cho Sở Cấp Hồn đang mãi dắt mỹ nhân thảnh thơi lướt đi trên cánh đồng tuyết, trong những cánh rừng bao la ngút ngàn hiếm có dấu chân người. Hắn hoàn toàn không biết là ở bên ngoài uy danh của Sở Đại Chí Tôn đạt đến tình trạng phóng đại ra làm sao. Mà nếu có biết, tin tưởng Quân Đại Thiếu Gia tất nhiên sẽ có cảm giác trẫm thật là yên lòng. Nhưng hoặc nói không chừng hắn cũng bị ăn giấm chua. Danh tiếng của sát thủ đệ nhất thiên hạ như thế nào mình lại không có.
dù sao lối suy nghĩ như vậy không thể loại bỏ theo lẽ thường. Còn cách Đông Phương Thế Gia 200 dặm, nơi này có thể nói đã là địa bàn của Đông Phương Thế Gia. Ra khỏi một mảnh rừng, Quân Mạc Tà đứng trên đỉnh núi, nhìn khắp dãy núi cao chập trùng phía trước mà không khỏi thở phào một hơi. Ông nội của mình năm đó có thể tìm được con dâu từ một nơi hẻo lánh như vậy, thật sự rất không dễ dàng rồi. Ông mày đi đây một lèo đến mấy ngày, ngoại trừ thấy được cái đám chim trời thú rừng dèo dèo tán loạn, thì ngay cả một dấu chân người cũng chưa từng thấy qua. Chàng nói mấy cái lời này là có ý tứ gì vậy? Mai Tuyết Yên vốn đang tươi cười rạng rỡ đi theo hắn, lập tức dừng bước, sa sầm nét mặt, ánh mắt rất bất thiện nhìn hắn. Ấy, ông chết rồi. Quân Mạc Tà lúc này mới chợt nhớ ra Vô Hình Trung đắc tội mỹ nhân rồi. Đây chính là một vị chết tiệt nó, quyền thú nha. Anh đây ngoài miệng thế nào cũng phải làm bộ giữ gìn chứ. À không, ta kỳ thật là nói ngoại trừ hai chúng ta ra thì những người khác một móng cũng không có. Quân Mạc Tà vuốt mồ hôi dỗ dàng chuyển gấp đề tài đi. Tuyết Yên, ta thật sự rất quý nàng, cho nên mấy ngày nay không ngủ vì phải viết một bài thơ đó. Nàng có muốn nghe qua một chút không? Đây chính là biểu lộ chân tình của ta. Vậy thì chàng cho nghe một chút đi. Mai Tuyết Yên lập tức thấy hứng thú. Nàng cũng biết cái người này mặc dù danh tiếng là vô học nhưng mà lại thường xuyên có thể làm ra vài câu thơ tuyệt mỹ đủ để truyền lưu thiên cổ rồi. Giờ phút này thấy cái mặt của hắn đặc biệt vì mình làm thơ, đương nhiên lòng hiếu kỳ nổi lên. Bài thơ này có tên là Nếu Như. Quân Mạc Tà nói đơn thuần, đôi môi thoáng qua một nụ cười thần bí xấu xa. Các bạn vừa nghe xong tập 138. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.